Thưa quý vị, Argentina, nền kinh tế thứ hai của khu vực Nam Mỹ, nước xuất khẩu ngũ cốc lớn, đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Mới đây, theo điều tra của trường đại học có tiếng ở nước này, ước tính có gần 27 triệu người Argentina đã nằm trong ngưỡng nghèo đói, trong đó 7 triệu người đang trong cảnh bần cùng. Tại một căn bếp từ thiện tại thị trấn Villa Fiorito, Argentina, hình ảnh hàng dài người dân xếp hàng để ăn những bát súp nóng hổi đã trở nên quá quen thuộc. Phần lớn trong số họ đều cho biết tình hình lạm phát tăng cao đã khiến cuộc sống người dân lâm vào tình trạng cùng cực. Tình hình lạm phát tồi tệ đến mức nếu người dân không đến đây ăn thì họ sẽ không thể ăn ở đâu khác. Họ không thể trang trải nổi chi phí mua nhu yếu phẩm. Theo điều tra của UCA, một trường đại học có tiếng ở Argentina, sự mất giá của đồng nội tệ sau khi chính phủ của Tổng thống Javier Milei quyết định phá giá tới 50% đồng peso và sự leo thang mất kiểm soát của giá các sản phẩm trong giỏ hàng hóa thiết yếu làm suy giảm đáng kể sức mua ở tầng lớp trung lưu, đẩy hàng triệu người rơi vào cảnh nghèo đói, là nguyên nhân khiến tỷ lệ người nghèo tại Argentina gia tăng đáng kể chỉ sau 2 tháng nắm quyền của chính phủ mới. Đây là thời điểm xã hội Argentina rơi vào khó khăn chưa từng có, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 54% năm 2004, đồng thời dự báo tỷ lệ này sẽ còn gia tăng trong những tháng tới vì lương hưu và các khoản trợ cấp hưu trí tới thời điểm này vẫn không có gì thay đổi so với tháng 1, cũng như các khoản trợ cấp thất nghiệp.